Xin chào quý anh chị. Hôm nay anh Tiến Nhà Phố Đà Nẵng sẽ giới thiệu đến quý anh chị một căn nhà 4 tầng mặt tiền kinh doanh đường 75 Nguyễn Hoàng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng ạ. Đây là trục đường trung tâm của thành phố Đà Nẵng, kết nối đường Lê Đình Lý, đường Nguyễn Văn Linh và đường Ông Bích Khiêm ạ. Căn nhà thì có diện tích là 47m², 4 tầng và giá chào chỉ có nhỉnh 8 tỷ ạ. Đây là căn nhà hôm nay anh Tiến giới thiệu ạ, mặt tiền đường 75 lề 4m, đường Nguyễn Hoàng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng ạ. Căn nhà của mình á có chiều ngang là 5m ạ và chiều dài là 9m rưỡi. Phía dưới á là mặt bằng kinh doanh ạ. Đây, mặt bằng kinh doanh của mình trống luôn ạ. Có khu vực này để buôn bán, phía trong này mình có một cái nhà vệ sinh để sử dụng ở dưới tầng này ạ. Và cầu thang di chuyển lên tầng 2. Đây là phía trong của nhà mình ạ. Quý anh chị cùng nhìn lại các không gian tầng 1 của nhà mình ạ. Rất là rộng rãi thông thoáng. Tiếp theo là khu vực tầng 2 của nhà mình. Tầng 2 thì là khu vực bếp này của chị Bằng An. Phía sau này thì có hệ tủ bàn gỗ cũng rất là xịn sò. Bề mặt thì lát đá, có bố trí hút mùi. Vách thì được ốp kính trang trí. Và ở phía trước thì có khu vực quầy và khu vực để trống để nhà mình sinh hoạt ạ. Đây, cực kỳ đẹp đúng không ạ, rộng rãi thông thoáng. Tầng này thì chủ yếu không gian gia đình sinh hoạt. Tiếp theo là khu vực tầng 3 của nhà mình ạ. Tầng 3 thì gồm có hai phòng ngủ. Đây là phòng ngủ phía trước, nội thất bàn gỗ cũng cực kỳ đẹp. Bố trí giường, phía này thì có ban công phía trước ạ. Và đây là hệ tủ của mình, được làm bằng gỗ cũng rất là đẹp, có lắp máy lạnh. Phía trong này thì có một cái phòng tắm có vách kính ạ. Và ở giữa ngay cầu thang này thì mình có một nhà vệ sinh sử dụng ở tầng 3 này. Và phía sau này là phòng ngủ thứ hai, cũng được lắp máy lạnh đầy đủ, cũng được bố trí hệ tủ bằng gỗ cực kỳ đẹp. Và phía ngoài này thì có cửa sổ mở ra cái không gian giếng trời. Tiếp theo là khu vực tầng 4. Tầng 4 thì gồm có một phòng ngủ, một phòng thờ và một nhà vệ sinh. Tầng 4 đây là phòng ngủ thứ ba của nhà mình, cũng cực kỳ rộng luôn, có lắp ống chờ của máy lạnh đầy đủ và cũng có cửa sổ mở ra cái không gian giếng trời. Đây là nhà vệ sinh sử dụng ở tầng 4 của nhà mình, được lắp đầy đủ thiết bị. Nhà này thì hệ cửa làm bằng gỗ cũng rất là đẹp. Và phía bên này có một cái không gian được bố trí làm khu vực giặt hơi của nhà mình, có bố trí máy nước nóng này, vị trí của máy giặt nước cấp nước thoát. Và phía trước này thì được bố trí làm một cái không gian phòng thờ cũng rất là rộng rãi thông thoáng. Và đây là cái cửa mở ra cái ban công phía trước của nhà mình. Tiếp theo là khu vực tầng thứ tư của nhà mình ạ. Trên này thì không gian sân thượng, chỗ này thì giếng trời, phía sau thì đặt cục nóng máy lạnh, cái khu vực trồng cây, và phía trước cũng là một cái khoảng sân thượng cực kỳ rộng luôn ạ. Em Tiến xin nhắc lại á, căn nhà của mình có diện tích là 47m², 4 tầng, mặt tiền đường kinh doanh Nguyễn Hoàng, quận Hải Châu và có giá chào chỉ có nhỉnh 8 tỷ ạ. Quý anh chị mà quan tâm căn nhà này thì liên hệ ngay cho em Tiến theo số điện thoại 0976 250 114 và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất về Nhà Phố Đà Nẵng.